Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những sinh vật sinh sống tại Bắc Mỹ và coi nơi đây là nhà của mình. Bạn sẽ được chơi đùa cùng với những cục bông tràn đầy năng lượng này. Những con gấu non dường như có thể hoạt động không ngừng nghỉ. Đối với con nai con này, có vẻ như nó cần phải tăng tốc để vượt qua những gành nước ở phía trước. Nếu muốn khám phá, bạn hãy theo chân ba anh chàng đeo mặt nạ này. Chúng là những sinh vật ưa thích phiêu lưu mạo hiểm. Bắc Mỹ, lục địa lớn thứ ba trên thế giới, là nơi sản sinh ra vô số kỳ quan thiên nhiên. Hẻm núi Grand Canyon, thác Niagara và vườn quốc gia Yellowstone là những ví dụ tiêu biểu. Lục địa rộng lớn này là nơi có môi trường sống được cho là đa dạng nhất trên trái đất, như sa mạc khô cằn, rừng mưa nhiệt đới, những đồng cỏ rộng lớn và thậm chí là cả những dạng san hô rực rỡ. Với sự đa dạng về môi trường sống, không có gì bất ngờ khi Bắc Mỹ là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật hoang dã khác nhau. Dù lớn hay nhỏ, các sinh vật này đều cố gắng tạo ra một lối sống riêng cho mình. Một số loài thậm chí được yêu mến tới mức trở thành loài vật đại diện cho vùng đất quê hương. Những sinh vật bé nhỏ đang cất tiếng gọi. Hãy cùng lên đường tới Bắc Mỹ để gặp gỡ chúng. Có thể cất cánh bay ngay sáng nay. Giờ là thời điểm dành cho bữa sáng. Với một vài gia đình, bữa ăn đầu tiên trong ngày là khoảng thời gian vô cùng bận rộn. Hãy nhìn những cái miệng đói này xem. Cáo đỏ có thể đẻ tới 12 con trong một lứa. Nhưng con cáo mẹ này vẫn vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng. Quả là một bà mẹ tuyệt vời. Sau khi gãi ngứa xong, con cáo nhỏ nhanh chóng tìm bữa ăn cho mình. Nó phải thật khẩn trương trước khi anh em của mình giúp cạn nguồn sữa. Mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng hơn giữa cặp hươu đuôi trắng này. Sau khi bú, hai con hươu non cùng mẹ tìm kiếm những chiếc lá non.
Còn chim non đang gặp rắc rối. Mỏ của nó vẫn còn hơi nhỏ. Nó phải thử vài lần. Cuối cùng, nó cũng đưa được miếng mồi lớn vào miệng thành công. Bên bờ biển, những con chim nhạn đang tìm kiếm các món hải sản tươi sống. Những công việc nặng nhọc đều do chim bố và chim mẹ đảm nhận. Tất cả những gì lũ chim non cần làm là nuốt gọn con mồi của mình. Vẫn còn một con cá. Có ai ăn nữa không? Có vẻ như sáng nay, chim mẹ sẽ được tận hưởng chút đồ thừa. Loài động vật có vú vô cùng nhanh nhẹn. Chúng được đặt tên theo hình dáng sừng độc đáo của mình, linh dương sừng nhánh. Là sinh vật bản địa của Bắc Mỹ, loài động vật móng guốc này được sinh ra sau khoảng thời gian 245 ngày mang thai. Những con non có thể đi lại trong vòng vài giờ sau sinh. Và chỉ vài ngày sau đó, những sinh vật lực lưỡng này có thể chạy nhanh hơn cả con người. Mặc dù có đôi chân nhanh nhẹn như vậy, nhưng những con linh dương sừng nhánh mới sinh thường dành vài ngày đầu ẩn nấp trong những bụi cỏ cao, trong khi linh dương mẹ kiếm thức ăn gần đó. Sau khoảng một tuần, những con non đã đủ khỏe để gia nhập cùng cả đàn. Chúng sẽ cài sữa khi được 4 đến 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, linh dương con vẫn sẽ ở cùng mẹ cho tới khi được 1 tuổi rưỡi. Cả linh dương đực lẫn linh dương cái đều có một bộ sừng cong ngược về phía sau rất ấn tượng. Phần ngạnh được tách ra hướng về phía trước chính là lý giải cho tên gọi của loài động vật này. Là loài động vật có vú chân cạn nhanh thứ hai trên thế giới, linh dương sừng nhánh chính là những chiếc xe đua của tự nhiên với khả năng đạt đến vận tốc 86 km/h. Cũng giống như bò rừng bison, số lượng linh dương sừng nhánh hiện tại khác xa so với con số 35 triệu cá thể trong quá khứ. Tuy nhiên một lần nữa, các chương trình bảo tồn đã giúp những sinh vật độc đáo này gia tăng số lượng. Giờ đây, ước tính có khoảng 700.000 cá thể linh dương sừng nhánh đang sinh sống ngoài tự nhiên. Trời bắt đầu ấm lên. Và đối với những sinh vật bé nhỏ của vùng Bắc Mỹ, giờ là thời gian cho những bài học cuộc sống. Ba con gấu con này đang chuẩn bị lên đường khám phá. Có một sự thôi thúc ẩn sâu trong bộ gen của chúng. Gấu mèo vốn là loài có tính tò mò, vô cùng thông minh
và khi trưởng thành, chúng là những chuyên gia nhặt rác. Thậm chí, đôi khi chúng trở thành những tay săn mồi. Nhưng trước tiên, những con non này cần phải học cách sử dụng cái mũi của mình. Trong năm đầu tiên của cuộc đời, chúng phải tìm được cách tự bảo vệ bản thân. Anh bạn nhỏ bé đeo mặt nạ này lang thang vào một khu vườn và bắt gặp một sinh vật kỳ lạ. Sau khi chẳng thu lượm được gì ngoài những ánh nhìn chằm chằm, con gấu con quyết định bỏ đi. Trong khi đó, tại một nông trại khác ở nước Mỹ, một con gà mái đang chỉ cho những con gà con cách kiếm ăn. Dù không phải là mẹ đẻ, nhưng con gà này vẫn nhận chăm sóc đàn gà con. Chúng đang quan sát cách gà mẹ nuôi cào bới một cách vô cùng kỹ lưỡng và sẵn sàng mổ bất cứ thứ gì mẹ mình đào được. Chẳng bao lâu nữa, những đôi chân tí hon của chúng cũng có thể đào được những con sâu ngon lành cho riêng mình. Ở vùng ngoại ô, một con nai con đang học cách qua đường. Vậy là xong. Bài học tiếp theo là làm thế nào để theo kịp mẹ. Học cách chạy là một chuyện, nhưng để làm chủ một chuyến bay lại là một thách thức thực sự. Anh chàng phi công trẻ tuổi này đã sẵn sàng sải cánh, nhưng những động cơ bằng lông vũ đó cần rất nhiều sức mạnh. Nó phát hiện ra rằng cất cánh là một điều không hề dễ dàng, và những cú nhảy cũng như việc đập cánh hàng ngày không thể giúp nó bay lên. Những người bạn của nó đã làm được. Hãy cùng lên đường tới thăm dãy núi Sierra Nevada tại California để gặp gỡ một trong những loài động vật nổi tiếng nhất tại Bắc Mỹ. Gấu đen. Gia đình gồm 4 thành viên này vừa rời khỏi nơi trú ẩn của mình tại vườn quốc gia Yosemite. Những con gấu non theo sát gấu mẹ đến nỗi ngã cả vào những dấu chân lớn dưới nền tuyết của gấu mẹ. Đối với loài gấu đen, gấu mẹ chịu trách nhiệm chăm sóc những con non. Công việc của nó là cho lũ con ăn, bảo vệ và dạy cho chúng tất cả những gì chúng cần để sẵn sàng bước vào tuổi trưởng thành. Bài học của ngày hôm nay là đi qua vùng tuyết rơi dày, có vẻ như chúng đã thuộc bài. Để chắc chắn lũ gấu con có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, chúng cần được ăn thường xuyên. Gấu con tiếp tục bú mẹ cho tới khi được 6 tháng tuổi và sẽ ở cùng với gấu mẹ đến mùa thu tới. Tuyết ở đây đã tan. Điều này giúp cho mũi của chúng được tập luyện. Với khứu giác nhạy bén, gấu đen có thể xác định được nhiều loại thức ăn từ cách đó vài km. Anh bạn này đã ngửi thấy một miếng mồi ngon. Mặc cho tên gọi của chúng, thực chất gấu đen có thể xuất hiện với nhiều sắc thái của màu đen, nâu và thậm chí là trắng. Có thứ gì đó rất thơm ở quanh đây. Con gấu nhỏ đang vui vẻ nô đùa, trong khi gấu mẹ đang tìm kiếm bữa sáng. Đây rồi, giờ là lúc chỉ cho lũ con cách xé vỏ cây để tìm kiếm những con côn trùng thơm ngon. Chúng ta sẽ lên đường tới Florida, bờ đông của nước Mỹ, để gặp gỡ một loài động vật có vú ở dưới nước. Loài trước đây đã từng bị nhầm lẫn với người cá. Hãy cùng tới gần và làm quen với lợn biển Florida, loài động vật có vú dưới nước. Những sinh vật ăn cỏ chậm chạp này có thể phát triển và dài tới 3,5 m. Lợn biển mẹ và lợn biển con có mối quan hệ rất gắn bó. Lợn biển con mới sinh ra
nặng khoảng 30 kg. Hai mẹ con lợn biển này sẽ ở cạnh nhau trong khoảng 2 năm. Lợn biển là những sinh vật khổng lồ, phù hợp với cuộc sống ở dưới nước. Bằng cách sử dụng đuôi như các mái chèo, chúng có thể đẩy cơ thể đi xa hơn. Hai chân chèo phía trước của chúng được dùng để điều hướng. Do có chế độ ăn nghiêm ngặt mà lợn biển thường có xu hướng đẩy hơi, điều này lại giúp chúng dễ dàng nổi lên. Là động vật có vú nên lợn biển vẫn phải nổi lên mặt nước để thở. Hoạt động này thường diễn ra khoảng từ 3 đến 5 phút một lần. Khi một con lợn biển còn thấy đói, nó sẽ lật người lại để vú. Với vẻ ngoài đáng yêu, lợn biển giống như những chú gấu bông của biển cả mà ai cũng muốn gặp. Một vài mục tiêu đó là ăn, tìm bạn đời và tạo ra một thế hệ những sinh vật tuyệt vời mới.
Quay lại mặt đất, lũ gấu con trở về bên mẹ và theo chân gấu mẹ vào rừng để kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nằm trên cát. Khi buồn ngủ, cảm giác được giúp dưới đôi cánh ấm áp của mẹ thật là sung sướng. Những con gấu nhỏ của Bắc Mỹ vừa tuyên bố giờ là thời gian để chúng chơi đùa. Không có gì tuyệt hơn một cuộc tranh cãi vui vẻ trên một dòng sông vào buổi chiều. Hai con gấu này có thể còn nhỏ, nhưng khi bước vào trận đấu, chúng đều muốn chơi lớn. Có một điều chắc chắn là những con gấu con không dễ dàng bỏ cuộc. Những cuộc đọ sức này chỉ để vui đùa, nhưng chúng cũng nhằm một mục đích, đó là dạy cho nhau cách kiểm soát bản thân khi lớn hơn. Và khi chúng trưởng thành, các cuộc vật lộn luôn xuất hiện những trò tung hứng hoặc leo trèo. Thường thì khi đã leo lên, đều sẽ phải leo xuống. Nhưng anh chàng này trông có vẻ bối rối. Trong lúc nó chưa biết phải làm thế nào, thì hai anh chàng này đã biến dòng suối trở thành đường đua riêng của mình. Một vài con cáo đỏ cũng nhanh nhẹn không kém. Chúng nhảy nhót xung quanh và chơi đuổi bắt sau lưng cáo mẹ. Rồi một ngày, những con cáo tinh danh này sẽ cần phải tìm cách kiếm thức ăn. Việc chơi đùa cùng với nhau là một cách hoàn hảo để chúng rèn luyện những kỹ năng của mình. Hai con cáo này đang chơi đùa ở ngay gần chỗ ở. Cửa hang là một vị trí lý tưởng cho trò cắn đuôi nhau, sau đó là trốn tìm. Lượt chơi đã nhanh chóng kết thúc. Hoạt động tiếp theo của chúng là leo vách đá. Đây là trò chơi lý tưởng đối với những con cáo con ưa mạo hiểm. Ngoài khơi bờ biển phía Tây, một đàn sư tử biển California đang thực hiện những gì chúng làm tốt nhất. Đó là tổ chức một bữa tiệc. Với một bầy đàn lớn như thế này, không khó để chúng có thể tìm được một người bạn chơi cùng. Những tương tác như vậy giúp sư tử biển giữ được kỹ năng giao tiếp và duy trì các mối quan hệ bầy đàn. Đối với những buổi lặn dưới nước, sư tử biển California luôn biết cách chơi đùa.
chúng sau. Việc của mình. Ngoài bờ biển, một đôi mòng biển con đang cố gắng tỉa tót cho bộ lông của mình. Đối với rất nhiều loài động vật, việc rỉa lông là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày, giúp chúng giữ gìn vệ sinh và có sức khỏe tốt. Sau khoảng thời gian nuông chiều bản thân, tất cả trông đều sạch sẽ đáng yêu và sẵn sàng bắt đầu khoảng thời gian còn lại của buổi chiều. Giờ là lúc tiếp tục xem album ảnh của gia đình. Bức ảnh đầu tiên của buổi chiều hôm nay thuộc về một trong những loài động vật có vú lớn nhất được tìm thấy tại Bắc Mỹ với tên gọi Wapiti hay còn được biết đến là nai sừng xám. Sau 6 tháng, Hải ly có một cuộc sống bận rộn. Chúng có thể sống tới 24 năm.
các loài động vật sống tại Bắc Mỹ có khả năng sống sót qua những kiểu môi trường và thời tiết khác nhau. Thời tiết băng giá ở phía Bắc khiến cho nơi đây trở nên vô cùng khắc nghiệt. Nhưng có một loài động vật đã thích nghi rất tốt với môi trường xung quanh. Đó là bò xạ hương. Những sinh vật ăn cỏ xù xì này được trang bị một chiếc chăn cá nhân đặc biệt. Đó là bộ lông dày hai lớp giúp chúng giữ ấm trong cái lạnh của nơi đây. Dê núi rất thích khám phá những vùng đất ở trên cao. Bộ lông dày của chúng có hai nhiệm vụ: giữ ấm và giúp chúng hòa mình vào môi trường xung quanh. Câu chuyện của linh dương sừng nhánh cũng tương tự như vậy. Chúng có bụng và hông màu trắng, giống với màu của tuyết trên những cánh đồng vào mùa đông. Cá sấu con sẽ sớm đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng cho đến lúc đó, chúng không được phép gây sự chú ý bởi hai lý do. Thứ nhất, để tránh được những sinh vật to lớn có thể coi chúng là con mồi. Thứ hai, giúp chúng tự mình kiếm thức ăn. Nhờ vào sự sắp đặt vị trí mắt và mũi một cách thông minh, cá sấu có thể che giấu gần như toàn bộ cơ thể dưới nước mà vẫn có thể nhìn và thở được. Chúng giống như một chiếc kính viễn vọng hơn là một con tàu ngầm. Các bạn thấy những chấm đỏ chứ? Đó chính là kế hoạch của những con nai này. Bộ lông của chúng có thể có tới hơn 300 chấm màu trắng. Đây là một hình thức ngụy trang tự nhiên phổ biến, giúp chúng ẩn náu trong vài tháng đầu đời. Sau đó những chấm màu này sẽ phai dần. Mòng biển con cũng có những chấm màu này. Khi chúng ở dưới mặt đất và chờ cho lớp lông mới mọc lên, những đốm lông khác màu giúp chúng ẩn náu trước đôi mắt của những kẻ săn mồi. Đối với thỏ đuôi bông, tông màu đất cũng giúp chúng che giấu bản thân. Mẹ thiên nhiên dường như đã cố gắng để có thể bảo vệ. Khi tìm kiếm những sinh vật mang tính biểu tượng của Bắc Mỹ, thật khó để có thể bỏ qua những con nai sừng tấm hùng mạnh. Chúng là những thành viên to lớn nhất của họ nhà nai. Khi mùa xuân tới, những con cái đang mang thai có thể hạ sinh từ 1 đến 2 con nai con, mỗi con nặng khoảng 14 kg. Những con nai này lớn rất nhanh và có thể tăng tới 1 kg trong một ngày. Chỉ chưa đầy một tuần, chúng đã có thể chạy nhanh hơn con người.
Sau khi đi dạo, con nai này có vẻ thích thú với trò nghịch nước và khám phá những gành nước tại đây. Sau khi đã ngâm chân xong, giờ là lúc lên bờ và đánh chiếm những ngọn đồi. Nai sừng tấm con, bố mẹ tới 6 tháng tuổi. Nai mẹ và nai con sẽ ở cùng nhau cho đến mùa xuân tới. Đây là thời điểm những con nai được mọc đôi gạc đầu tiên của mình. Khi trưởng thành hoàn toàn, nai sừng tấm có thể cao tới 2 mét và tăng khoảng 800 kg. Với con đực, mỗi bên gạc nặng tới 18 kg. Cũng giống như những loài thú ăn cỏ lớn, nai sừng tấm luôn thèm ăn. Chúng có thể ăn cỏ, cây bụi và thực vật thủy sinh, quản lại những sinh vật phàm ăn. Ngày hôm nay đã gần kết thúc, nhưng chúng ta vẫn còn đủ thời gian để ghé thăm những con rái cá biển lần cuối. Những con non vẫn đang tận hưởng cảm giác nằm trên những chiếc bè bằng lông ấm áp và chúng sẽ tiếp tục bơi như thế này cho tới khi được 2 tháng tuổi. Những con non đang ngủ yên và an toàn trong vòng tay của rái cá mẹ. Thỉnh thoảng chúng sẽ rỉa lại bộ lông của mình trong khi trôi nổi giữa dòng nước. Rái cá biển dành phần lớn cuộc đời ở dưới nước và chúng không bao giờ phá vỡ giới hạn về tốc độ của mình. Chúng luôn bơi với tốc độ rất nhàn nhã, tối đa khoảng 8 km một giờ. Thật là một chuyến đi thú vị để kết thúc một ngày. Sau rất nhiều hoạt động, mọi thứ bắt đầu ổn định lại trên khắp Bắc Mỹ. Cừu sừng lớn đã quen với cuộc sống không thoải mái của mình. Đã đến lúc chúng nghỉ ngơi. Những con mòng biển con thích những đệm cỏ màu xanh. Con nai sừng nhánh nhỏ này cũng không quá cầu kỳ. Đây là nơi nó quyết định dừng lại nghỉ chân. Một vị trí hoàn hảo cho một con nai non mệt mỏi cuộn mình chợp mắt. Gia đình này có một cách đặc biệt để chuẩn bị cho giờ